thịt bò Mỹ nhập khẩu hiện đang là thực phẩm rất được nhiều người ưa chuộng, bởi nó vừa thơm ngon lại rất giàu dinh dưỡng. Với món ăn bò Mỹ nướng đá sốt tiêu đen, thực khách sẽ cảm nhận được đầy đủ những hương vị mới lạ, hấp dẫn. Vị mềm ngọt của thịt bò hòa quyện với vị chua cay mặn ngọt của nước sốt khiến ai đã một lần thưởng thức sẽ nhớ mãi. Thịt bò Mỹ cung cấp protein, chứa 8 axit amin thiết yếu, rất cần cho sự phát triển và duy trì cơ thể của chúng ta. Tốt cho người sau phẫu thuật, vận động viên hay những người cần phục hồi, phát triển cơ bắp. Đặc biệt, trong thịt bò Mỹ có chứa omega 6 là dưỡng chất thiết yếu giúp tăng cường sức đề kháng của cơ thể. Bò Mỹ không gây béo phì, cần thiết cho người tập thể hình. Mỗi phần thịt lại có lượng vân mỡ, nạc khác nhau. Vì thế, đây là một sản phẩm phong phú về cả hương vị và giá trị dinh dưỡng trong từng miếng thịt. Bò Mỹ có đầy đủ các loại vitamin thiết yếu như vitamin A, vitamin B, vitamin K. Trong đó phải kể đến vitamin B. Trong thịt bò Mỹ có rất nhiều vitamin B12, B6. Vitamin B12 giúp chúng ta có một hệ thần kinh khỏe mạnh, B6 giúp tăng cường hệ thống miễn dịch. Ngoài ra, nó còn chứa một lượng nhỏ niacin B3, một loại vitamin giúp tiêu hóa cũng như riboflavin B3 cho da và mắt khỏe. Chọn bò Mỹ vì đấy là bò nhập khẩu nên chúng ta phải chọn những công ty uy tín, công ty lớn có giấy tờ nhập khẩu hải quan đàng hoàng và có dấu của các bán ngành công chứng mình mới chọn. Kinh nghiệm chọn bò là bò nhìn bò phải tươi mới, nấn vào bò là con đồ đàn hồi cao, ngửi quá bò không nghe mùi. Với để được bò Mỹ là phải. Xin chào quý vị và các bạn, tôi Minh Tài đến từ nhà hàng Há Bà Ná. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn món ăn bò Mỹ nướng đá sốt tiêu đen. Thành phần chính của món này là bò Mỹ. Bò Mỹ thì mình đến chọn những công ty uy tín có giấy tờ nhập khẩu, và mình phải, nếu mình ở nhà không biết thì nhờ những người có kinh nghiệm về bò. Bò yêu cầu thịt của bò là phải tươi mới, màu sắc rất sáng, không bị có mùi và chất lượng là phải tốt, đạt tiêu chuẩn. Bò dịp ái Mỹ này nó ăn sẽ rất là mềm. Ngoài nguyên liệu chính của chúng ta thì hôm nay chúng ta sẽ có những nguyên liệu ăn kèm sau như cơ rím, muối, tỏi, tiêu đen, hành tây, bơ, rượu vang đỏ và dầu ô liu. Phần rau củ ăn kèm của chúng ta là súp lơ, cà rốt, cà chua baby, tiêu, tỏi và măng tây Đà Lạt. Quy trình tiếp theo mình sẽ đi ướp bò. Muốn bò không bị khô và giữ được độ ngọt thì mình lấu qua bò để cho bò thật khô nước. Và quá trình tiếp theo là mình sẽ ướp muối. Mình sẽ ướp đều hai mặt. Tiếp theo là mình sẽ bỏ ít tiêu. Lý do mình ướp muối tiêu vì mình sẽ làm như thế này là mình sẽ ăn được cái độ ngọt, độ tươi của bò. Mình sẽ cho thêm một chút dầu ô liu để cho ngậm gia vị hơn. Kết bước tiếp theo là mình sẽ mát xe bò. Bí quyết mát xa này sẽ giúp bò mềm hơn và ngậm gia vị hơn. Nếu các bạn ở nhà muốn bò ngậm hơn và mềm hơn thì các bạn hãy bỏ vào tủ lạnh mát 15 phút trước khi chế biến.
và đây là đá nướng nóng, mình đã nướng sẵn, nhiệt độ nó tầm 500 đến 600 độ. Bây giờ miếng đá rất nóng nên mình sẽ bỏ miếng bò này lên. Như bò mình là bò lên đá và đá rất chia nóng. Yêu cầu của món này nếu bạn không muốn bị dái thì trước tiên yêu cầu là đá phải thật nóng và đá luôn giữ nhiệt độ. Trong quá trình chờ bò chín thì mình sẽ đi sơ chế rau củ ăn kèm và sẽ đem đi luộc để chuẩn bị bò chín mình sẽ xào luôn. Đây là măng tây. Măng tây mình sẽ bao vỏ ngoài đi để được giòn và mềm hơn. Cà chua thì mình sẽ cắt bộ đôi ra. Bây giờ mình sẽ đem củ quả này đi luộc lên và chuẩn bị xào. Đây là tôi đã cho một nồi nước sôi sẵn. Tiếp theo chúng ta sẽ bỏ những nguyên liệu nấu chín hơn vào trước. Cà rốt. Tiếp theo chúng ta sẽ bỏ bông cải. Tiếp theo tôi sẽ để măng tây. Lưu ý trong quá trình luộc rau yêu cầu chúng ta phải luộc phải thật sôi và chúng ta bỏ một tí muối vào giúp rau tươi và giữ được độ ngọt của rau. Khi nguyên liệu đã vừa chín tới thì chúng ta vớt ra và ngâm trong nước đã. Trong quá trình đang làm lạnh cháo thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị cách làm sốt tiêu đen rất đặc biệt của nhà hàng chúng tôi. Chúng ta sẽ cho khi cháo nóng chúng ta sẽ cho dầu vào đúng không? Khi dầu vừa tới chúng ta sẽ cho hành tây băm nhuyễn. Và đây là tiêu đen được nhập từ Phú Quốc về, chúng tôi đã sơ chế làm sạch sẵn và bây giờ sẽ bỏ vào làm sốt. Sau khi tất cả các nguyên liệu đã vang thì tôi sẽ cho một ít rượu vang đỏ để khử làm mùi món ăn sẽ thơm và ngon ngọt hơn. Tiếp theo rượu vang đã bay hơi còn đồng lại những chất ngọt trong rượu và mùi thơm thì chúng tôi sẽ bỏ nước sốt nấu được hầm từ xương bò từ 12 đến 24 tiếng sẵn tại nhà. Khi nước sốt vào thì tôi sẽ cho vào đấy một chục muối. Một chục cà rím để giúp nước sốt này sẽ béo và mượt hơn. Cuối cùng chúng tôi sẽ cho nửa muỗng bơ lạt vào để làm cho nửa sốt sẽ được sạch hơn và mượt hơn. Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong công của một sốt này, phải vừa sệt mượt bóng và có mùi thơm của bò. Nửa sốt bây giờ mình sẽ cho ra chén. Tiếp theo là sẽ là phần ăn củ rau củ ăn kèm cùng với bò.
khi chảo vừa nóng thì chúng ta sẽ cho bơ lạt vào. Tiếp theo đấy sẽ là phần xào rau củ ăn kèm với bò. Chúng ta sẽ cho bơ lạt vào. Khi bơ vừa nóng thì chúng ta sẽ cho tỏi, tỏi băm vào. Khi tỏi vừa vàng thì chúng ta sẽ cho rau củ của mình vừa đã ngâm đá vừa rát này. Khi rau củ vừa thơm lên có mùi thơm, mình sẽ nêm một xí muối, một xí tiêu Phú Quốc. Bây giờ mình sẽ đến phần trang trí. Đây là cà rốt mình tỉa theo hình quả táo để đẹp. Nếu các bạn không biết thì hãy đến mà xem. Đây là phần rau củ Đà Lạt xào với bữa tỏi ăn kem, cà chua bí rất là tốt và rất giàu dinh dưỡng vitamin. Như vậy là tôi đã hướng dẫn cho các bạn hoàn thành xong món giúp ai bò mì nướng đá sốt tiêu đen. Yêu cầu của món này là thịt phải mềm ngọt, giữ được nguyên, giữ được độ ngọt của bò và bò không bị dai. Rau củ thì phải giòn vừa chín tới, được phột ngọt béo đậm đà của nước sốt bò, yêu cầu có mùi thơm của tiêu. Lưu ý khi chế biến món bò mì sốt tiêu đen này là bò phải tươi. Khi chế biến thì chúng ta ướp gia vị, mùi tiêu và dầu ô liu. Lưu ý là phải mát xa bò, cho bò nghỉ tầm 10 đến 15 phút để được gia vị hoàn toàn ngấm. Khi chế biến yêu cầu lửa phải to, chảo thật nóng chúng ta mới được bỏ bò vào. Như vậy là bò sẽ không bị rã nước và sẽ giữ được độ ngọt của bò. Bò vừa chín tới chúng ta tưới một lượng bơ nhỏ vào giúp bò thơm bóng, và lúc đó thì đem bò ra. Như vậy là đã đạt yêu cầu. Trong tiết trời sang thu, cùng người thân thưởng thức món bò mỹ nướng đá sốt tiêu đen, cùng nhâm nhi ly rượu vang vào ngày nghỉ cuối tuần thì thật là hấp dẫn. Món bò mỹ nướng đá sốt tiêu đen là món ăn ngon và lành, bổ sung nhiều dưỡng chất cho gia đình bạn. Vị ngọt thơm của bò Mỹ hòa quyện với vị chua cay mặn ngọt của các gia vị khiến ai cũng phải trầm trồ mỗi khi thưởng thức. Bò Mỹ sốt tiêu đen có cách làm đơn giản, rất phù hợp với những bữa cơm đãi khách. Vào những tối cuối tuần thì tôi thường xuyên ghé cùng gia đình và những người thân đến đấy. Và khi đến đây tôi đặc biệt thích nhất là món bò nướng tảng sốt tiêu đen. Một món phải nói là ngon nhất nhà hàng vì tôi cũng được thử nhiều món ở đấy rồi. Bò ở đấy đầu bếp làm rất là ngon, vừa mềm, chín vừa phải. Và đặc biệt là nước sốt rất là đậm đà.